Kênh Hoa Lan Cần Thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay Hoa Lan Cần Thơ mình làm một cái video chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi nha. Không biết các cô chú anh chị mới tập chơi đó giờ mình có thấy một cái dòng hoa lan khổng lồ hay là không? Đó, thì nói chung thì các cô chú anh chị nào mình biết rồi thì thôi. Ví dụ những các cô chú anh chị mình chơi lâu năm thì chắc có lẽ mình biết rành. Đó, hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách trồng chăm một dòng hoa lan đó, một dòng phong lan mà trồng như địa lan vậy đó. Cái dòng phong lan này giờ trồng như địa lan mà đặc biệt là nó là một cái dòng hoa lan là nó là được gọi được mệnh danh là nó là bự, cao bự nhất thế giới luôn, chứ không phải là nói riêng một cái đất nước Việt Nam nào dòng hoa lan đó. Thì trước tiên mời cả nhà mình ngắm một cái bông hoa. Đó, một cái bông hoa, cái này là cái cây cây dingo hổ mang nha cả nhà. Dòng lan dingo xưa cả nhà mình thấy không, những dòng lan dingo xưa rất là chắc, chơi hoa rất là lâu á, thậm chí nó tàn mà nó rớt còn một hai bông mà nó vẫn còn nhìn đẹp cực kỳ không, nó vẫn còn tươi rói rói luôn. Cái này là nó nở lâu lắm rồi, nó nở là chắc cũng tầm cả hơn một tháng rồi đó. Mấy cái dòng này chơi hoa rất là bền luôn. Đó, những cái dòng dingo xưa là chơi đang xứng đáng đồng tiền. Ở nhà thấy không? Chơi hoa trắng thôi đó. Hoa rất là bền luôn. Cây của nó thì những cái dòng mà hổ mang này thì cây của nó không có mập đâu. Nó chỉ thon thon vậy đó mà nó phát triển rất là cao. Cây này cao cũng tầm cả mét rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ vô một cái dòng hoa lan khổng lồ. Chia sẻ cả nhà mình cách trồng chăm luôn. Thì nói chung thì ai chưa có thì mình nên sưu tầm một chậu. Ở đây thì mình không có bán cái dòng hoa lan này, nhưng mà chia sẻ cho cả nhà luôn. Thì cái cây này là tầm khoảng mới lớn thôi. Cái cây này là cầm khoảng còn nhỏ thôi chứ chưa được gọi là cái cây lớn nha. Cái cây lớn của nó nếu mà lớn cao to thì nó có khoảng là cao trên 1 mét. Cao trên 1 mét và nó sẽ bự bằng cụm tay mình vậy là đó. Cái này là cũng bằng cổ tay hết rồi nè, nhà thấy không? Nó cũng bằng cổ tay hết rồi đó. Bây giờ mầm nó lên quá trời luôn nè, mầm nó lên nè, ba hướng mầm này lên nó là tròn tàn luôn. Đó, một cái dòng hoa lan này là nói chung mình cũng đáng sưu tầm, mình sưu tầm nên sưu tầm có một giỏ trong cái vườn. Đó, thứ nhất mình chơi thân lá rất là đẹp nè, cả nhà thấy không? Đó, mình chơi thân lá thôi đã đẹp rồi, nhưng mà cái dòng lan này nó khó hoa nha, chứ không phải nó dễ hoa đâu. Cái này nó được tên là một cái dòng hoa lan, nó có cái tên rất là đẹp đó. Nó tên của nó là cái cây là lan thanh tuyền, hay còn gọi là thịnh vượng phát tài đó, cả nhà nên nhớ nha. Cái tên của nó đẹp, cực kỳ đẹp đó. Thì hồi trước mình có trồng một cái cây, mình cũng ở trong cái chậu nhỏ nhỏ vậy nè, nhưng mà cái cây đó mình tặng rồi, tặng cho ông anh nè. Trời, bây giờ mình trồng cái cây này là cây khác nè. Bây giờ cái cây này nó cũng đang trên đà phát triển, thì cái cây này cũng tầm nó mới lớn thôi, nó còn nhỏ thôi chứ nó chưa lớn đâu. Nó lớn nó sẽ cao trên 1 mét nha. Rồi cả nhà mình thấy cái thân của nó nè, bằng cổ tay mình này đó, ý là nó còn nhỏ mà nó vậy đó. Thì cái này gọi là lan thanh tuyền, hay còn gọi là thịnh vượng phát tài. Thì cái cách trồng của nó như một giống như một cái dòng địa lan vậy đó cả nhà mình thấy mình trồng ở đây nè. Đó, mình trồng ở đây là đất tơi xốp. Cái này mình quay ở phía trước nó hơi ồn mới cả nhà mình chịu khó nghe giùm. Đó, đây là mình trồng bằng cái đất tơi xốp nha, còn cả nhà mình trộn với cái sỉ than này vô cũng được nữa nè. Mình ở đây cũng có trộn sỉ than vô ít là cho nó thoát nước. Chứ nếu cái đất vườn của mình á, cái đất vườn của mình ở ngoài vườn mình lấy vô mà mình không trộn sỉ than, không trộn cho chấu sống á, mình không trộn thì nó không thoát nước nha. Tại vì cái đất vườn nếu mình lấy vô mình trồng luôn á là nó sẽ rẻ. Còn ở nhà mình ai ở chợ á, mình mua cái đất mà người ta làm sẵn á, đất sạch á, kêu bằng đất sạch á, thì cái đất đó là đất tơi xốp, cái đó mình trồng cái đó thì bao tốt luôn. Tại cái đất nó có phân hữu cơ đồ chấm luôn rồi. Đó, còn cái dòng phong lan này á, thì mình trồng cái giá thể nào mà nó có cái độ ẩm là nó sống nha.
nó rất là dễ trồng. Thì ở đây mình cách mình trồng thì mình cũng lót cái dưới chậu dưới đây là một lớp xốp cho nó thoáng, nó thoát nước, tránh cái trường hợp mà rễ nó ăn xuống dưới cái đá chậu đó là nó không, tình trạng nó nhiều khi nó còn đậm lại ít nước đó, rễ nó ăn xuống dưới nó sẽ bị thối, dễ thối nha. Cho nên mình lót ở dưới một lớp xốp, rồi sau đó mình trộn giá thể là đất nè, đất với cái xỉ than nè. Thì cái xỉ than này cả nhà mình đập nhỏ gì nè, nhỏ nhuyễn hơn nữa cũng được, không sao hết. Trộn với đất là nó tầm có khoảng 5 năm đó, mình trộn làm tầm khoảng 5 năm, phân nửa xỉ than này, phân nửa đất. Đất này thì của mình, đất này là đất vườn, đất mình đào ở ngoài vườn vô mình trộn nha, chứ mình không có mua. Tại mình ở đây ở sau này có vườn ở sau, mình đào vô mình trộn luôn. Thì cái xỉ than này cả nhà mình nhớ ngâm nha, đó mình đập nhuyễn nhỏ vậy nè, mình ngâm xả nước vài ngày cho nó hết cái độ mặn đi, bớt cái độ mặn đi rồi mình đó, nó bớt cái độ mặn đi rồi cái đầu mình trộn với đất mình trồng. Rồi cả nhà mình có thể là kết hợp mình trộn thêm cái phân hữu cơ như là phân trùng quế, phân bò, phân dê gì đó, nhưng mà cả nhà mình nên nhớ lưu ý là cái phân trùng quế hoặc chí cái phân bò, phân trùng quế với phân bò là cả nhà phải lựa chỗ sạch nha, nếu không sạch là ốc sên nha. Đó là mình lúc nào mình cũng khuyến cáo cả nhà mình hết đó, một cái dòng hoa lan đáng sưu tầm. Rồi hồi nãy mình quên lấy phân làm chia sẻ cả nhà mình rồi. Đây nè, những cái phần mình bón nó còn sót lại nè, cả nhà thấy không đó, nè những cái phần mình bón cái cây mai nè, rồi mình bón cho nó luôn sót lại đó. Thì cái cách trồng nó đơn giản vậy thôi, cả nhà trồng sao giá thể thoát nước là nó sẽ sống như cái dòng địa lan vậy đó. Đó, cả nhà trồng như dòng địa lan vậy nha, thì nó sẽ sống. Quay xa cả nhà xem cái cây này, nó tròn rất là đẹp luôn. Cái này mới trồng tầm có khoảng một năm. Nó khoảng một năm mà nó cây nó phát triển vậy rồi đó. Đó, cái cây này là nó còn đi đọt rồi nữa. Rồi cái cách chăm nha, cái cách chăm, cách trồng thì mình trồng như cái địa lan vậy đó, rồi mà mình trồng sao giá thể thoát nước là cây nó phát triển. Rồi cái cách chăm là một khi mà cây nó ra rễ gì nè, khi nó ra rễ nó ăn xuống giá thể rồi đàng hoàng ổn định hết trơn á, rồi cả nhà mình một tuần lễ hoặc 10 bữa mình bón cho nó một lần phân NPK mà dạng mà phân bón lúa. Ở đây mình bón phân bón lúa nè, thậm chí mình bón cái địa lan phân bón lúa luôn nè. Đó, cái phân bón lúa cái hộp màu xanh á mình tứ rồi nó chóc cái lớp màu xanh ra rồi nó còn lại cái lớp màu trắng đó, là nó muốn là nó gã rồi đó, chứ nó không phải là cái màu trắng này nha. Đó là 30-10-10 hoặc là 20 đều. Vào mùa mưa này cả nhà mình bón 20 đều, còn vào mùa nắng mình bón 30-10-10 nha. Ở đây mình bón 30-10-10. Cái dòng phân bón lúa đó, phân cái hộp màu xanh dần đó, mình ra mình nói 30-10-10 ở tiệm thuốc bảo vệ thực vật là người ta bán. Ký lô cũng không có nhiều tiền. Ký lô như có mười mấy ngàn hay gì. Mấy ngàn hay gì à, chứ không tới mười mấy ngàn. Đó, mình về mình bón gãi đều nè, như mình bón cái cây mai mình bón vậy đó, nó đơn giản thôi. Mình ở đây không có chuyên trồng mai, mình trồng mai nó không tốt đó. Rồi cái cách mình bón phân á, mình chăm cho nó thì ở đây mình vừa bón phân mình vừa phun cho nó luôn. Thì ở đây mình phun tất cả các loại lan đó, tất cả những cái loại lan này thì mình cũng phun cho nó luôn đó. Thì mình thấy mình phun nó cũng phát triển bình thường chứ nó không có bị làm sao hết. Mà đặc biệt cái cây lan mà thịnh vượng phát tài này nè, cái cây này thì nó rất là dễ trồng mà dễ chăm. Là ở cái chỗ là cả nhà biết sao, nó ít có bệnh. Rồi từ lúc mình trồng tới giờ mình không có thấy nó gọi là bệnh gì. Mình trồng cây này cây thứ hai rồi, cây thứ nhất thì mình tặng, cây thứ hai này mình trồng trên cái chậu bự nè. Tại cái dòng bông lan này nó rất là bự nha, nó rất là bự con. Nó cái cây của nó như cây mía vậy đó, nó cao như cây mía vậy đó, nó bự như cây mía vậy luôn á. Mà đặc biệt cái vấn đề này, nếu mà cả nhà mình trồng á, mà cây nó phát triển gì, cả nhà mình cho nó ăn 100% nắng nha. Đó, mình ở đây là hạn chế nắng rồi, bữa nay ở đây chỗ mình đây là nắng như gì là nó không đạt rồi đó. Cả nhà phải cho nó ăn 100% nắng, sáng chiều 100%, cho nên cây lan nó mới dễ ra hoa nha, còn không là cây lan này nó rất là khó hoa. À, hoa của nó thì mình thấy ở trên bên chỗ người ta quay ở bên cạnh Phú Quốc á, người ta quay cái bông hoa nó rất là đẹp, nhưng mà
cái cây này nó rất là khó hoa, có người ta trồng 7-8 năm nó mới hoa nha. Đó, tại vì ăn nắng cực kỳ cao, 100% nắng nó mới có hoa. Còn mà trồng mà qua một lớp lưới như mình đây là nó khó hoa. Và cái cây này là nó còn nhỏ thôi, nó chưa lớn đâu. Đó, nó chưa lớn đâu, nó chưa có phát, nó mới có phát triển thôi. Đó, nó mới tạm ổn rồi nó mới phát triển thôi. Cái cây này nó còn đi lọt nữa. Là mình trồng đạt nó là nó sẽ cao trên 1 mét nha, rồi nó như cái cây mía vậy đó, nó cao vậy đó. Mà đặc biệt là nó rất là khó hoa, thì cái cách chăm đơn giản vậy thôi. Một tuần lễ 10 bữa vậy đó, mình bón cho nó một nhúm phân NPK vậy nè, mình bón phía ngoài vậy nè. Đó thì rễ nó bắt ra nó ăn. Đó, ở đây mình bón cái phân đó nè, nó còn cái xác còn sót lại nè. Cái này hôm qua mình lấy cái tay mình chan chứ nó xác nó còn sót lại nhiều lắm. Mình chan ra cho nó đều, tại mưa rồi nó bị đụng lỗ, mình chan ra cho đều. Một cái dòng hoa lan mình đáng vô tầm, mà cái mình thấy cái cây thịnh vượng phát tài nè. Mình nhẹ công chăm sóc lắm, mà chỉ bón vậy thôi, rồi lâu lâu mình có phun các loại lan kia mình phun cho nó luôn cũng được, không sao hết. Mà cái cây mình hầu như mình thấy nó ít bệnh. Cây thịnh vượng phát tài nó ít bệnh cực kỳ luôn. Đó. Mình thấy cây lúc nào nó cũng khỏe vậy nè. Chỉ đơn giản vậy thôi, nó mình trồng nó như cái cây địa lan vậy đó. Ở đây mình trồng bằng đất, mình trộn với cái sỉ than tổ ong cho nó thoát nước á, chứ đúng ra mình trồng bằng đất tơi xốp á, trộn với phân hữu cơ là tốt lắm luôn. Đó, một cái dòng phong lan đáng sưu tầm cả nhà, mình nên mình sưu tầm cho có một ai mà chưa có đó, nên sưu tầm cho có một chậu ở trong vườn. Nhất là cái vườn mình nắng á, cái vườn mình nắng mình nên trồng đó. Trồng nó làm cái chi nữa, nó cao to đồ lên là nó che bớt cái nắng nó cũng được, cũng đỡ lắm. Mà mình chơi thân lá nó cũng đẹp, mà hoa nó đẹp nha. Hoa nó đẹp nhưng mà có một cái nó khó hoa cả nhà. Khó hoa cực kỳ luôn. Đó, chứ không phải là nó dễ hoa. Cái cây này nó lên là nó tròn nó đẹp dữ lắm luôn. Bây giờ hiện tại giờ dưới nó có 3 mầm là nó đi 3 hướng bao tròn luôn, rất là đẹp. 3 hướng này nó lên thì nó xen kẽ với nhau luôn cả nhà. Nè. Nhà thấy không? Xen kẽ với nhau luôn. Đó, bên đây cũng vậy luôn. Rất là đẹp nè cả nhà. Ở đây mình có cái con sâu nè cả nhà thấy không? À sâu nè, cái này là sâu á. Đó, ghê không? Nó ăn vô nó hút nhựa của cái lá đó cả nhà. À, mình trồng cái cây lan nào cũng vậy. Thì cái lúc đầu á, mình thử, mình trồng cái cây kia mình thử là mình không có trồng cái giá thể này đâu. Tại vì mình cũng tham khảo, mình học hỏi các cô chú anh chị mình đi trước á. Thì mình cũng trồng bằng đất nhưng mà mình không dám, mình sợ nó chết. Mình mới trồng nó bằng cái vỏ thông nè, trộn với mùng dừa rồi đó, trộn với phân hữu cơ. Vỏ thông nhỏ nè, với mùng dừa với phân hữu cơ. Thì mình trồng á, thì cái cây nó vẫn phát triển chuyển tốt bình thường nha. Cái cây kia mình tặng á, là mình trồng nó vẫn phát triển tốt đà bình thường đó. Rồi sau mình mua cái cây này về là mình trồng vô trong cái chậu lớn nè đó, thì cái cây đó cũng mới có phát triển thôi, thì mình thấy nó cũng rất là tốt nha, rất là tốt, rất là khỏe. Đặc biệt nó đẻ con ở nhà mình thấy không, rất là khỏe luôn, rễ đồ là rất là khỏe luôn, cây vẫn đi đọt là bình thường, lá rồi xanh tốt nha. Đó, lá mà xanh, màu xanh lá mạ là rất tốt. Nhưng mà có điều cái mình trồng ở đây thì nó hơi bị yếu nắng, tại cái khuôn của mình ở phía trước này bề ngang nó cũng nhỏ, cho nó không lớn cả nhà, cho nên mình không có chỗ nào để mình để nó cho nó ăn nắng chầm được. Đó, nó bắt buộc nó phải nằm ở dưới tán của những cái dòng phong lan kia. Đó, coi như cái này mình trồng mà che một lớp lưới này, dưới nằm ở dưới tán những cái dòng phong lan này á, thì cũng như là mình trồng nó để chơi hoa thì nó hên xui, hên thì ra hoa, còn không là mình chơi thân lá. Đó, chơi thân lá. Cái chậu này là bự dữ lắm luôn á nha, cái chậu này bề ngang tới 4 gang mấy 5 gang vậy đó, tới 4 gang mấy rồi đó, tới 4 cộng khoảng 4 gang à, bề ngang 4 gang, 4 gang tay cái đường kính của nó.
Rồi hôm nay Hoa Lan Cần Thơ mình làm một cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mình mới tập chơi. Đó, cái cách mình trồng thừng một dòng phong lan có cái tên rất là đẹp, đó là lan thanh tuyền hay còn gọi là thịnh vượng phát tài. Đó, cả nhà mình ai xem video nhớ cho mình xin một cái nút like, cũng như mình chưa đăng ký kênh, mình bấm vào cái nút đăng ký kênh và mình bấm vào cái chuông để cập nhật những cái video tiếp theo khi mình đăng lên. Đó là cả nhà mình sẽ thấy, đó cũng là cái niềm động lực để mình ra những nhiều cái video tiếp theo để cho cả nhà mình tham khảo. Cả nhà mình nhớ ủng hộ kênh Hoa Lan Cần Thơ, thì Hoa Lan Cần Thơ mình xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.